đi phạm chấm đi trước biển ngày đại phá sắp tới rồi đó. Đi. Yêu cầu xếp hàng chào sẵn sàng trong 5 phút. Nhắc lại là 5 phút. Con nghe nói đã chỉ định người mới tới phụ trách vụ của con phải không? Ngài Vasip Ravikwiti rồi. Vì cảnh sát nổi tiếng là người lớn mạnh, ra nghĩa là đi. Nhưng vì mà không kiếm được chút lợi ích từ xã hội thì đại quý này thường hành động điên rồ. Hiểu không có ai ra gì. Cô hiểu không ngay ngắn. Mất đất 50 lần thì hẳn ngay. Trả rõ cho ngài ta. Trước đây người ta hay nói với nhau, nếu dù nào có tiền thì ngài đại tá này mới sẵn sàng làm việc một cách tận tâm, chỉ mong sao có việc được thăng tiến trong ngành là ông ta mãn nguyện. Tôi hy vọng đường sau cũng được sơ xuống chủ này giờ giao cậu thôi. Dạ được. Hơn nữa cô quên đeo đồng hồ tôi tặng nha. Cảm ơn ngài. Nhưng nếu dù nào không có lợi ích gì, ông ta sẽ lập tức thờ ơ, xử lý vụ án đơn giản để nhanh chóng kết thúc. Đi làm lại đi. Dạ sếp. Đại tá Vasip Ravikwiti rồi. Nổi tiếng là người làm việc rất lười biếng và ham danh lợi. Hơn nữa càng gần tới ngày nghỉ hưu, chú tin rằng ông ta sẽ không lật lại vụ án của ông ta để tổng đồng. Nói chuyện này là bộ sơ xong hết rồi sao? Dạ sếp, vụ này lẽ ra phải xong từ lâu rồi. Thưa sếp, thanh tra bản kiện đang tái điều tra sẽ gửi nghi phạm này để nhận kết án theo bản án trước đó trong 3 ngày nữa. Bây giờ nghi phạm đang ở đâu? Dạ, nói tóm lại là trong hồ sơ khởi tố những nhận định con là nghi phạm như cũ đúng không? Chuyện này tôi cũng nghĩ như vậy, thủ phạm thật sự đang dồn chúng ta vào chân tường. Chúng cũng bị người khác trộm đi. Nhưng chính là Manny cũng bị giết để bịt đầu mũi. Chú Phúc à, chúng ta đã không còn cách nào để chiến đấu trực diện nữa rồi.